Xin đến chào bà con. Hôm nay mình có đến vườn của anh Cường để cùng chia sẻ và giao lưu một số mặt hàng hoa mẫu đơn cần chào bán đến bà con. Đây là anh Cường. Dạ, xin chào Liêm. Dạ, chào anh. Hôm nay nhà vườn lắp giò có lên một số mặt bông hường sọc, mỹ cam sọc, mỹ vàng chanh, mỹ tím, đỏ đu phụng và một số mặt hàng khác như vàng son. Cảm ơn bà con đã ủng hộ nhà vườn lắp giò trong các clip vừa qua. Rồi, rồi bữa nay mình vô chi tiết luôn ha Liêm. Rồi, anh vô chi tiết cây mã số đầu tiên đi ha. À, đây là cây mỹ vàng chanh mã số 1. Anh đo thông số kích thước chiều cao rồi. Chiều cao của nó 90 Liêm ạ. Dạ. Này hoành thân bằng ngón tay bà con á. Hoành thân bằng ngón chỏ mình á. Năm hoành. Cây đang bông rất là tốt nha mọi người. Thơm tàn cũng đẹp. 5-6 nhánh. Anh khéo cái tàn ngang luôn đi anh Cường. Gì ha? À, anh đo cái kích thước tàn ngang thử giùm em đi. Tàn ngang của nó 50. 55 mình tính 50. Rồi. Cây này mình báo giá như thế nào đây anh? 400k. 400k như cây trên màn bao hình xíu. Như mã số 1 400k bao ship nha bà con. Mỹ vàng chanh. Rồi. Màu bông này sáng nó tươi. Dạ. Đấy, cây tiếp theo. Lên. Mã số 2, vàng son Cần Thơ. Cái này có bộ đế nơm. Cái này phần chi tàn cũng rất là đẹp nha. Phong tàn được tướng diện năm. Hết. Bộ đế nó nơm sẵn. Đây, này là mình khỏi cần phải về để tạo hình là để dạy nuôi luôn. Rồi, anh đo chiều cao luôn đi anh Cường ơi. Chiều cao của nó là 60. Cao 6 tấc nha bà con. Khó khăn 30. Quỳnh gốc này bằng ngón út. Cây phải mập. Ok. Chẳng tàn ra đẹp. Được khoảng 6 cái tượng. Tàn chia tự nhiên. Rồi mã số 2 nên giao lưu là 400k. Vàng son Cần Thơ 400k nha bà con. Bao ship cho bà con tới nhà. À, số 2. Số 3 cũng là một cây vàng son Cần Thơ luôn. Tiếp theo. Cây vàng son Cần Thơ. Vàng phơm nó cũng 5 nhánh. Rất đều tàn. Lá như cái muỗng nha bà con. Chiều cao nó là 50. Mình gốc chỗ này cũng đường mình út mình đó nha bà con. Được 4 cái tược chủ lực rất là tốt, một cái đọt chính giữa. Mã số 3. 400k luôn rồi. Cũng 400k luôn nha mọi người. Em xuống cây. Theo mã số 4. Một cây mỹ cam sọc. Đây mặt hoa cho bà con coi rất là nét nha bà con. Chạy sọc rất là đẹp. Mỹ cam sọc. Cây này rất là cao nha mọi người. Hết thước luôn.
Cây này có chiều cao 1m35 đến 1m3 thôi cực em. Rồi. Tàn ngang 70. Vành gốc chỗ này là cũ khoảng 5 ha. Rồi. Cũ nở nha bà con. Cũ nở bành cây. Rồi ok. Thóc thân. Thóc thân 65. Thóc thân 6,5 tấc. Tổng chiều cao mấy 6. Rồi. Rồi mã số 4 này anh giao lưu là 900k. 900k cho cây. Bao ship. Ok. Bà con chỉ nhận cây thôi, tính tiền. Hỏi trả ship. Quá tuyệt vời. Mã số 5 anh lên một cây Mỹ Hồng đột biến bông Mỹ trắng. Anh em Mỹ gọi trắng. Là Mỹ trắng. Cây này dáng cũng đẹp. Bà con về lấy cái mấy cái nhánh này ra bà con dâm hôm hoặc là ghép rồi là hiệu quả luôn. Cây nó đang đâm chồi rất là tốt nha bà con. Cây Mỹ trắng này có chiều cao 65. 6,5 tấc. Hoành thang bằng ngón tay út, đầu ngón tay út anh em. Dạ. Điếu thuốc. Bự hơn điếu thuốc nhiều. Được 2, 4, 6, 8 cái tược. Rồi, ok. Rồi, cây Mỹ trắng mã số 5 này anh giao lưu là 400k. Cũng 400k luôn. Ừ. Rồi. Mã số 6 cũng là một cây Mỹ trắng, cây này có bông. Cây này nó dài dặn hơn. Tiếp theo cây cũng là Mỹ trắng đang có mặt hoa nha mọi người. Nó có chiều cao 75. Bằng gốc thì bằng ngón tay út. Cây mã số 6 anh. 500k cho em Mỹ trắng. 500k cho mã số 6. Như bao mình ship cho bà con luôn. Đang có bông rất là ok nha mọi người. Mọi người an tâm. Chiều cao 75. Rồi ok. Tiếp theo mã số 7, một cây hường sọc. Cây này cao. Hết thước. Này một cốt hai thân. Mặt hoa đó nghe mọi người, quá đẹp. Rồi 7 hoành liêm ơi. Hoành 7. Hai thân, thân và ngón tay. Rồi, mã số 7. Mét 3. Mét 3 ha. Mét 4 hay mà. Mét 4, từ gốc đến ngọn mét 4. Tàn ngang 60. Rồi. Bông rất là đẹp. Cây là cây bố mẹ luôn nha bà con. Quá đẹp luôn. Mã số 7. 600k em ơi. 600k. Quá rẻ. Quá ship rồi. Cho bà con. Đã ship tận nhà cho bà con luôn. Rồi anh lên tiếp một cây Mỹ vàng chanh. Phơm tàn hoa dễ thương lắm. Được 5 đọt cái da 5 bông luôn. 5 đọt ra 5 bông. Có một số bông đang có sọc đỏ. Rồi anh đo chiều cao luôn đi anh. Chiều cao 1m. Cao 1m. Phơm tàn 50.
thoát thang 60, thang này chắc 4 vành, mình muốn rõ mình 5 vành em ạ, 5 vành luôn. Về phơm tàn cho bà con coi, quá mê mẩn. Một cái hoa chính giữa và 4 cái hoa xung quanh. Rồi cây này mã số 8, giờ anh giao lưu là 500k, 500k luôn. Cây có chiều cao 1m, thoát thang 60, tàn ngang 50, 5 hoành, giao lưu với bà con là 500k, bảo ship. Theo cây mã số 9, cây này hoa rực rỡ luôn nha bà con, quá đẹp. Quá trời, tùm lùm nhỏ nhỏ, còn quá. À, cây này đặc biệt có cái là đang mang trái luôn nha mọi người. Rồi, trái xum xê nè. Đây hoa, đây búp. Trái. Mã số 9 này có chiều cao là 60. Cây này thì được một cốt nguyên thấp thân lên ngắn. Ngắn. Này khoảng 3 tắc à. 2 tược. Hoành nó cũng 5 luôn em ơi. À, đặc biệt cái này là hầu như là bông không, không có lợp luôn, quá đẹp. Này cam Đài Loan lai. Mã số 9 anh giao lưu 400k, 400k luôn nha bà con, bao ship cho bà con. Chỉ đỏ lá Mỹ cam. Theo mã số 10, Mỹ đỏ lá Mỹ cam. Cái chân bông nó đỏ lắm, nó không phải giống như chân bông Mỹ cam. Nó bự, rất là tốt. Có số người tôi kêu Mỹ đỏ Cà Mau đó ha. Tốt thần dài miên man luôn mọi người. Chiều cao của nó là 1m1. Dạ, 1m1. Hoành nó gần 5 em ơi. Thoát thân 65. Đóng chi 1. Chân dài. Phơm tàn này cũng đều rồi. Cũng gọn ha. Bà con nào yêu mến chân dài thì liên hệ với anh cây này. Quá đẹp. Rồi mã số 10 này anh giao lưu là 500k bà con. Rồi. 500k bao ship cho bà con tận nhà. Mã số 11 lên một cây Mỹ tím. Bông nó cũng thơm nha bà con. Mỹ tím thơm. Anh em cũng gọi Mỹ tím Cà Mau. Chiều cao 90. Tàn ngang 70. Năm hoành liêm ơi. Thoát thân 40. Thoát thân 4 tấc. Cây đang rất là sung nha mọi người. Đang búp, đang hòa luôn. Mã số 11. Năm trăm k anh ơi, vẫn là 500k bảo ship cho bà con. Ok, anh lên tiếp một cây vàng sọc. Cây có chiều cao 1m3. Một mét ba. Cây này đang búp nè, đang hoa. Có bông luôn em ơi. Hoa luôn nha bà con, yên tâm. Dưới chân thì được để cho bà con làm giống nhiều lắm nha bà con. Cây này một cốt, hoành to, hoành xạo. Chỗ này bà con mua 7 về. Hoành.
7 quanh. Cái này bà con mua về mà cắt cái này nhân giống là lời bao lời luôn ha. Dọn cho nó thoát hẳn luôn. Dọn cho luôn. Em. Mua được 1 mà được 2. Thoát hẳn 60. Nếu dọn ra thoát hẳn 60 ha. Bồng mặt bồng quá thì chuẩn nè. Một số đang nở nè, bút nó đang đâm ra nữa nha mọi người. Mã số 12. Giá 1 triệu mà. 1 triệu đồng, bao ship cho bà con. Quá tuyệt vời. Đây. Lưỡng cây. Mã số 13. Số 13. Một cây tím sen Vĩnh Châu. Hoa đẹp mà thơm. Cây thần sống khỏe rồi. Tổng chiều cao 90 em ơi. Cao 9 tấc. Thơm toàn 4, 45. Tán ngang khoảng 4 tấc rưỡi. Cây này thoát thân 20. Bình thân ngón ngón tay út. Thơm toàn đều. Dễ thương. Cây gọn đẹp ha. Sạch. Đang có mặt bông luôn. Cây này sạch lắm. Bông. Mã số 10. 13. Giá 900k em ạ. Mã số 13 giá 900k. Ok. Tiếp theo mã số 14. 14. Một cây mỹ tím. Cây có chiều cao 1m1. Chiều cao 1m1. Phơm toàn ngang 50. Cây này có cây tử luôn. Bà con đã chơi, đã chơi còn không chơi cắt làm giống để lấy thoát thân 50. Đúng rồi, quá im. Hoành chỗ này cũng phải 6 ha. Bảy á, sáu hoành mấy, sáu hoành này được hai cược nha bà con. Bà con muốn thoát thân thì trẻ một cược. Quánh cái tử cũng đẹp nữa. Mã số 14. Năm trăm k cho mã số 14. Quá ok luôn nha bà con. Rồi ok. Rồi một dòng mới đỏ lỏi. Mã số 15. Bông toàn màu đỏ không nha anh em. Chuyên bông hơi màu tím. Cây này cũng đang ôm mấy nụ. Đây, nó chuẩn bị ra bông nha bà con. Đỏ màu tím. Chuyên bông nó cũng đậm. Chiều cao 70. Khó khăn 30. Phơm tàn ngang 60. Vành gốc bằng ngón tay út. Có anh em gọi là đỏ đào Bạc Liêu. Đó, cái này đỏ lá nó cũng gọn gọn dũng dũng đỏ lỏi dễ cưng ha. Phơm tàn tròn đều. Ok. Mã số 15. 500k. Vẫn là 500k. Ok. Mã số 16 là một cây mỹ tím. Hoa thơm. Cây này thoát thân cao. Yeah.
1m2 em ơi. 1m2. Thốc thang 60. Này chắc 6 ạ. Góc 6 à. Anh kéo cái tàn này, tàn ngang luôn nha. Tàn này cũng đều nha bà con. Rồi khoan tàn ngang 70. 7 tấc tàn ngang. Có mặt hoa nha mọi người. Số đang đúc bị nở ở đây. 15. Cây 600k em ơi. 600k cho mã số 15. Rồi, xin xuống cây. Mã 16 là một cây vàng son Cần Thơ. Cây một cốt được 2, 4, 6 cái tược với 2 cái đọt, quá đẹp. Cây này bung tàn ra là tròn lụi nha mọi người. Có sữa cái phơm à. Chiều cao 55. Khó khăn 30. Vàng son Cần Thơ. Mã số 15 này, 16 này anh giao lưu là 350 bao ship. 350k bao ship nha bà con. Quá ok. Còn mã số 16. Mã số 17 là một cây Mỹ vàng trăm. Mã số 17. Đây, cây của vườn anh lúc nào cũng đang mang hoa hết. Bà con có giao lưu là yên tâm, chuẩn mặt cây, mặt bông. Có một số đang bắt nụ nha bà con. Cây có chiều cao 90. Cơm tàn ngang 50. Khóc khăn nó 55. Cây bố mẹ nó là da lá cẩm thạch này nha bà con. Đây là cái đặc biệt nó da dài lá vậy đó. Cây bố mẹ nó cũng vậy luôn. Vành thân nó khoảng ngón giữa. Vành thân khoảng 4-5 á ha. Ok. Mã số 16 không anh? Anh giao lưu là 600k. 600k. Phơm tàn nó dễ thương á. Cây cũng đang ôm 5-6 bông. Một cây hường sọc. Hường sọc. Bông rất là đẹp, chuẩn. 6 hoành em ơi, một cốt 6 hoành. Hoành 6. Lên 3 thân. Lên được 3 thân. Chiều cao 1m2. Tàn này anh cuộn dây vô cho nó gọn gọn nè. Cho nó đỡ bung ra. 17. Mã số 17 là một cây Mỹ. Một cây hường sọc. Trên đây nó có cái hoa nó đột biến ra vàng khự luôn. Nó giống như là cánh bầu. Rất là chuẩn một bông nha mọi người. Rồi anh giao lưu cây hường sọc mã số 17 này là 900k. 900k. Ok. Tiếp theo là một cây Mỹ Hương. Bông Mỹ Cam. Mã 18. Mã số 18 là cây Mỹ Hường lá Mỹ Cam. Quá đẹp rồi bà con ơi, cây này xinh quá.
2, 3, 4, 1. Chiều cao 90. Cây này một cốt nó lên 4 nhánh. Vậy bà con có thể cắt làm giống, còn lấy một thằng chủ già này chơi đẹp. Mình cắt ba cái tược hai bên, ba bên chừa lại được cái chính giữa là một cốt có thân liền ha. Mỹ chiều hơn. Cao, chiều cao 90. Bông này đẹp. Dòng này cũng đột biến từ Mỹ Cam ra, chung với lá Mỹ. Mã 19 anh giao lưu là 500k. 18. Mưa mã 18, cây Mỹ Hương. 500k. Ok. Mã 19 là một cây hương sọc. Bà con khi mua mà những cái cây mà có mặt hoa như thế này là bà con rất là yên tâm. Đẹp, chuẩn luôn. Cây đang búp, đang hoa. Mười quanh, mười quanh, quanh gốc. Con cây này của ông Tàng nó cũng ngã ra rộng lắm, nhưng mà tại tóm gọn lại dễ quay. Chiều cao 1m2. Ông Tàng hào hào khoảng 60 thôi. Cho nó xè ra quá, anh lấy dây cột lại cho nó gọn ha. Cái này bà con về mà cắt ra nhân giống dăm hôm đồ là nhiều lắm, nhiều quá. Mã 19 này anh giao lưu là 900k, bao ship cho bà con. Hương sọc mã 19, 900k. Tiếp theo một cây Mỹ tím, mã số 20. Cây đang có bông luôn nha bà con. Đây, búp bông chuẩn bị nở. Cây có chiều cao 1m3. Phân tàn ngang rộng, phân tàn ngang 1m. 6 hoành em ơi, 6 hoành. Thoát càng 60. Cây này phân tàn nó đều nha bà con. Nó chia ra 4 hướng đều ro. Cây Mỹ tím Cà Mau, hoa thơm. Mã số 20 này anh giao lưu là 600k. 600k. Bao ship cho bà con. Mã số 21 là cây vàng cánh kép. Vàng cánh kép. Có bông luôn nha mọi người. Vàng kim cúc. Mỗi một cái hoa như vậy nó từ 8 đến 10 cánh trở lên. Hai lớp cánh. Cái búp nó nở nó cũng tròn to hơn cái bình thường. Cây này có chiều cao 1m3. Phân tàn ngang 80. Có khăn 60 em ơi. 4 hoành. Có khăn 60, 4 hoành.
chiều cao 1m3, cây đang ôm 5 bông. 5 bông, cây quá đẹp. Này về bà con có bông chơi liền luôn á. Dòng này cũng mới thời gian này thôi. Rồi. Cây 21 này anh giao lưu là 800k. 800k luôn nha bà con. Quá đẹp. Bao ship cho bà con. Mã số 22. Đỏ đu phụng. Đỏ 3 cặp lá, 4 cặp lá trên mắt không. Đặc trưng của cái cây đỏ đu phụng này là một mắt lá của nó là 3 cái lá chia ra hoặc 4. Đây là 4. Đây là 5. Đây là 4. Của mình bình thường là 2. 2 lá hai bên. Này nó có đặc biệt là như vậy. Đây nha bà con. Tất cả các mắt lá nào nó cũng đều như vậy hết. Chiều cao nó 1m1. Hoành 5. Khó khăn 50. Phơm tàn ngang 60. Tàn ngang 6 tấc. Rất là đẹp, rất nhiều nhánh. Cái này bông nó tàn, bông nó màu đỏ nha bà con. Đỏ đu phụng. Dòng này thì nó 3 lá, 4 lá trên mắt luôn. Số này 22. 22. Số 22 đỏ đu phụng. Đặc biệt lá nó cũng khéo khéo nữa, nhìn nó mẫm mẫm. Tròn tròn cái lá. 800k cho mã số 22. 800k cho cây đỏ đu phụng mã số 22. Và lên một cây mỹ tím. Cây mỹ tím. Cây này cũng đang có mặt hoa. Đồng thời là có một số đang nụ. Chuẩn bị nở nối đuôi nhau. Cái này rụng thì cái này bắt đầu tiếp tục đây nha bà con. Quá ok. Cao nó 1m1. Thoát thăng 40. Hoành 5. Cây đàn bồng quá bồng. Mỹ tím thơm nha. Mỹ tím. Mã số 23 này anh giao lưu là 800k. 800k cho cây mỹ tím mã số 23. Số 24 là một cây vườn sọc 4 mặt bông. Cái này cũng cụ tàn lại cho nó gọn lại nha bà con. Cây này bông quá đẹp luôn mọi người ơi. Cái này một gốc mà lên 4 thang. Bảy hoành, 4 thân. Cây này có chiều cao 1m1. 1m1. Phơm tàn bự lắm nhưng mà cuột lại cho gọn bà con ơi. Mã số 24. Vườn sọc 4 mặt hoa. Bông nhìn thấy mê ly luôn nha bà con. Bông to. Giao lưu bà con 800k. 800k cho cây hường sọc này mã số 24. Rồi cây đó là cây cuối clip phải không anh? Dạ đúng rồi. Rồi dạ, cảm ơn bà con đã xem clip của nhà vườn lắp giò hôm nay.
kính mong bà con nhớ ủng hộ nhà vườn lắp giò. Số điện thoại của Cường nhà vườn lắp giò là 0907 633 225, cũng là số Zalo của nhà vườn lắp giò. Rồi, xin kính chào bà con với Liêm ha. Rồi, cảm ơn anh Cường. Cảm ơn bà con đã xem clip trong thời gian qua. Bà con hãy liên hệ với số điện thoại của anh Cường ở phía dưới màn hình để được giao lưu cây cùng anh. Hẹn gặp lại bà con vào những clip khác của vườn anh nha bà con. Bye bye bà con và chào tạm biệt.